Hello, xin chào mọi người. Thì chào mừng mọi người lại quay lại cái YouTube kể chuyện ma của mình. Và mọi người nhớ nha, hãy ấn subscribe kênh của mình để hàng tuần mọi người sẽ đón nghe một tuần 2 tập truyện nha. Ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn hành trình của tụi mình đã đi đến được tập 10 rồi mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Các bạn có những câu chuyện hay thì các bạn gửi về mail bên dưới này cho mình nha, bocinh.huynhphung@gmail.com. Mình sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện của các bạn và mình sẽ sửa lại, chỉnh lại cái lời thoại một chút để kể tới cho mọi người. Mà không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vô luôn nha. Cái tập truyện tập 10 lần này á, thì mình xin kể cho các bạn đó là một câu chuyện về ma da kéo giò. Thì ngay chỗ đó là có những người người ta chết đuối nè, hoặc là người ta vì những cái lý do gì đó mà người ta không có, kiểu như là người ta bị chuột chân, người ta té xuống hồ, té xuống ao, người ta bị chết ngay tại đó. Và bắt đầu á, có những cái lời đồn, họ sẽ biến thành những cái cục nhớt ở xung quanh mặt hồ đó, gọi là ma da. Bà mình đã kể á, là kiểu dạng như ngay những mấy cái cầu, mấy cái ao á, là có mấy cái cục nhớt, mà mấy cái cục đó nó giống như kiểu như vậy là mọi người, giống cái cục bông gòn vậy đó, nhưng mà nó nhớt ngày à, nó đen thùi lùi à. Đó là những cái oan hồn của mấy người người ta chết ngay sông, ao, hồ, suối, người ta sẽ biến thành ma da. Và cái câu chuyện mình sắp kể cho các bạn á, là nó xảy ra ở miền Trung vào năm 1994 á. Thì có một cái chú đó làm nghề đánh cá. Thì mọi người cũng biết mà, nếu như mà hồi xưa mà đánh cá thì chắc chắn là kiểu như là không có nhà ở mà đồng quan bay tận, mà năm 94 mà ở miền Trung nữa thì nó rất là vắng, không có kiểu nhiều nhà như là Sài Gòn. Sài Gòn năm 94 thì nó đã còn vắng rồi đó. Và cái ngày hôm đó đó thì cũng như mọi khi á, là chú đánh cá vào khoảng tầm 6 cho đến 7 giờ chiều. Thì buổi tối đó đó, mà ngày hôm nay mưa lớn lắm. Thường á mọi người, khi mà trời mưa xuống thì cá nó sẽ nổi lên, hoặc là nó chảy theo cái đường ruộng, đường sông, nó kiểu giống như nó chảy ra ngoài bờ luôn á mọi người. Cá sặc nè, cá rô nè, đủ thứ các cá hết. Thì ngày hôm đó chú cũng đi đánh cá, sau một hồi đi lùa hoài cũng không thấy cá, câu hoài cũng không được con cá nào. Thì ổng mới nói, ủa gì kỳ vậy ta, chứ bình thường mà không có mưa cũng đã có cá, mà mưa xuống thì đương nhiên là phải nhiều hơn rồi, nó phải trồi ra rồi. Nên là ổng quyết định chuyển cái chỗ khác coi coi có cá không. Thì nhìn xa xa đó, thấy có một cái cây cầu, là một cái cầu tre, kiểu như là người ta bắt những cái cây tre, những cái cây gỗ người ta đan lại như thế này nè, để người ta chỉ cần đi qua thôi. Mà cái này nó cũng không phải là dòng sông, nó chỉ là một cái con kinh, nhưng mà nước của nó cũng đủ lớn để cuốn trôi mình đi. Thì ông này mới thấy được cây cầu, nói chắc ngay chỗ đó có cá đó. Mà nhìn thấy kiểu giống như là từ xa thì thấy có một cái bóng người đàn ông rất là to đứng ở cây cầu. Thì ông này mới nghĩ trong bụng là trời ơi, trời mưa mà sấm chớp, mà giờ cũng kiểu dạng như trời tối á, mình cũng sợ, có người đi chung thì cũng đỡ đi. Bắt đầu là ông mới đi ra chỗ đó. Thì vừa đi đến cây cầu á, thì ông thấy ông này rất là lớn mà ngồi đứng chình inh như nè. Ông mới hỏi, ủa anh đi đâu vậy? Tôi mới đi đánh cá, nhưng mà không biết làm sao nay trời mưa mà tôi không có bắt được con cá nào hết, anh đi đâu vậy? Cái ông to con đó, ông mới trả lời lại, tôi đi chăn vịt, bây giờ á, tôi chuẩn bị lùa vịt về nè, anh đi câu cá hả? Anh sắn giùm tôi cái quần được không anh ơi, cái quần này nó cứ bị dài xuống làm tôi khó chịu quá. Thì ông câu cá này ông cũng kiểu rất là vui vẻ mọi người. Thì ông mới cúi xuống thì ông mới phát hiện, ông nói ủa sao kỳ ta, ông này ông kêu ông đi chăn vịt mà nhìn xung quanh không thấy một con vịt nào hết trơn, mà ông cứ đứng hoài im một chỗ, ông không nhúc nhích. Ông này ông cũng thắc mắc lắm, nhưng mà thôi kệ, không lẽ giờ mình hỏi sâu quá thì cũng kỳ. Ông sắn cái quần lên, sắn giùm. Thì khi mà cái ông này thò cái tay vô quần của ổng á, thì mọi người biết không, ở trong quần nó có một cái chất nhớt, nó rất là nhớt luôn, giống như là mọi người xài keo hồ vậy á, nó dính chặt chặt lại vậy nè. Là lúc đó là bắt đầu ổng đứng hình luôn mọi người. Ông này cũng nghĩ trong bụng là biết rồi, biết là ma da rồi, nhưng không thể nào mà la được hết, cũng không thể nào mà đứng lên mà kiểu chạy được hết, tại vì đang đứng ngay cái mép kinh luôn, nếu như mà mình la lên thì lỡ như nó kéo dò mình xuống luôn sao. Nên ổng im luôn, ổng đứng, ổng không, coi như là không biết chuyện gì hết. Đang mở cái quần vậy nè, ngước lên thì thấy kiểu như là thịt á, thịt mà rã ra mà rớt từng cục xuống như là nhỏ. Mà nhìn, tại vì lúc đó là không có đèn đường nên là không có nhìn rõ được là nó rớt ra như thế nào. Nhưng mà ổng nhìn rõ ràng nha, ổng nói trời ơi, thịt rớt xuống như nè, rớt xuống ngay chỗ ngay cái vuốt gót chân á. Xong sau đó thì ông này cũng rất là bình tĩnh, ổng có đem theo một bịch muối.
theo cái kinh nghiệm mọi người truyền lại á, khi mà mọi người gặp ma da thì chỉ cần lấy muối sát lên tay chạm vô là tự nhiên nó mất tiêu. Thì ổng ơi, kiểu như ổng cũng săn quần, một tay săn quần còn một tay thì ổng mò vô túi quần của ổng á để lấy cái bịch muối ra như thế này. Ổng vừa lấy bịch muối ổng sát lên tay ổng chạm vô thì nhìn qua nhìn lại cũng không còn nữa. Rồi bắt đầu là sợ quá, là ba chân bốn cẳng là chạy tuột một mạch về nhà, là không có một con cá nào luôn. Và từ đó về sau á, ổng truyền tay cho mấy người ở trong làng á, đi câu cá hay đi bắt cá ở sông, ở ao, ở hồ thì cứ đem theo một bịch muối như vậy. Rồi chỉ cần là nếu như mà thấy là mình chỉ cần quăng muối ra là nó sẽ tự mất. Đó là câu chuyện ngày xưa thôi. Còn tiếp theo là mình sẽ kể cho các bạn nghe nữa, là một câu chuyện cũng về ma da nha. Thì câu chuyện thứ hai ở đây mình sẽ kể một câu chuyện ghép nhỏ. Đó là cái chuyện mà thằng bé này nè, nó đi tắm sông, rất là chuyên đi tắm sông luôn. Mà cái sông của nó yêu thích á, là cái sông nó nằm ngay cái đình làng rất là lớn. Thường á, ở trong đình á, là cả nguyên làng người ta cũng đều thờ cúng ở trong đó. Nó giống như là đình thần vậy đó. Sông thì cũng như mọi ngày, khoảng tầm giấc 4-5 giờ chiều á, đi học về, nó ghé qua, nó tắm sông. Hôm nay thì không biết làm sao á, trong người nó cảm thấy rất là mệt. Ngay chỗ cái đình á, thì nó có nối những cái bậc thang xuống như thế này, là đi xuống là ngay chỗ cái bờ sông. Thì bờ sông thường thường nó có những cái dòng nước cuốn á mọi người. Ngay khúc chơi này nè, nó có những cái dòng nước cuốn lâu lâu á. Trẻ em á, mà ở dưới quê thì người ta cũng đâu có sợ đâu, đâu có sợ chết đuối mọi người, bởi vì người ta biết bơi mà. Thì thằng nhóc này nó đi có một mình à. Cái ngày hôm đó đó, nó vừa bước xuống được 2-3 bậc cầu thang mà định tắm xong á, thì cái nước nó khoảng tầm tới giữa, ngay cái chân nó giữa tới cái đầu gối thôi. Bắt đầu là nó thấy là mặt mày mặt mũi nó tối sầm lại hết. Thì trong cái lúc mà bị xỉu đó đó, lúc đó là nó cảm giác như là ai đang lôi cái chân nó xuống luôn. Cơ thể thì nó không cử động được, mà như là mọi người đang tỉnh táo mà mọi người bị mơ vậy đó. Thì lúc đó là mọi người biết sao, người ta gọi là ma da kéo giò đó. Khoảng tầm 4 cho tới 5 giờ chiều thì cái giờ đó đó, nó rất là hay xảy ra những cái hiện tượng kỳ lạ. Bắt đầu là hả, thấy mặt mày tối sầm lại. Thì khi mà nó đang quơ vậy nè mọi người, quơ vậy nè, bắt đầu là nó thấy là một cái bàn tay đưa xuống vậy nè, đưa ngay mặt nó luôn. Thì khúc đó nó mới quơ, nó quơ, nó chụp ngay cái bàn tay đó kéo lên. Nó bơi về cái luồng sáng đó mà cái bàn tay đó chụp kéo nó lên. Lúc mà mở mắt ra thì không thấy ai hết trơn, không thấy một người nào hết. Mà cái giống như kiểu là nó vừa mới ngủ mà nó tỉnh dậy luôn á. Thấy người ướt hết như vậy nè, mà mở mắt ra thì không thấy ai xung quanh. Mà nguyên cái đình đó là buổi tối, tối rồi ai đâu ra đình. Không thấy ai hết trơn á, có mình nó nằm chèo queo vậy á. Cái lúc mà mở mắt ra thì thấy ướt nguyên một đám, ướt luôn. Ướt từ dài từ bậc thang, ướt dài lên trên như vậy. Mà nó nhớ rõ mồn một là hồi nãy có người đưa cái tay ra để mà cho nó chụp, kiểu giống như là cứu nó vậy đó mọi người, cứu nó lên. Thì là từ đó về sau là không dám tắm sông luôn, ảnh không dám ra ảnh tắm sông nữa. Về kể cũng kể cho ba mẹ gia đình nghe, xong rồi là câu chuyện đó là kể bắt đầu là nguyên cả làng ai cũng biết hết, nên là không có còn ai ra sông nó tắm nữa. Mà người ta cũng thờ với lại người ta cúng địch nhiều hơn á, tại vì do là có người độ á mọi người, có người cứu á, nên là nhóc đó nó mới không có bị chết đuối ngay tại sông đó đó. Và một cái câu chuyện nhỏ nữa mình muốn kể cho các bạn nghe, đó là không phải các bạn bơi xuống sông các bạn tắm, hay không phải các bạn gặp một cục nhớt thì lúc đó các bạn mới bị kéo xuống sông, hay là các bạn bị kiểu như là ma da, gặp ma da, không phải nha. Thường á các bạn biết không, những cái nơi mà có người mà người ta mất rồi thì ở đó cũng giống như là những cái cung đường mà người ta bị tai nạn vậy đó, là người ta sẽ kiếm đúng một cái người hạp tuổi, người ta kéo các bạn xuống để mà thế chỗ cho người ta, cho người ta được đi đầu thai. Thì là ngay chỗ này á, là nó nằm ở con mé kinh của cái cô này ở dưới miền Tây nè. Mà cô này là một câu chuyện có thiệt nha, là người quen của mình á. Thì cái con kinh này nè, hồi xưa á, thì rất là hay ra sau kinh giặt đồ nè, lấy nước nè, giống như là rửa cá mừng đồ ăn này nọ đó. Lúc đó thì năm đó cô khoảng học tầm năm lớp 9 thôi. Hôm đó là cô nhớ á, là lúc đó là cô đi học về, thì bà chị á, bà mới kêu là: "Ê Mười, mày ra ngoài sao á, mày giặt giùm tao quần áo được không? Quần áo được không?" Thì lúc mà đi học về ở nhà nhờ á, là có mấy anh mấy chị đồ này nọ đó, mà cô này là đứng thứ 10.
thì con này cũng đi ra ngoài sau hồ á, nó kiểu như là cái con đường đó là để nó chạy ra một con sông lớn á, chắc nó là kinh hả. Thì đó, lúc đó là cô mới đi ra ngoài giặt đồ, mà ngày xưa á, đúng ngay cái chỗ đó là anh ruột của cô là đứng thứ sáu đó, bị chết đuối ngay tại đó từ khi còn nhỏ, chỉ mới 3 tuổi thôi mà té lọt sông ngay đó chết đó mọi người. Từ đó về sau á, là ai ở trong nhà cũng thấy hồn của đứa nít vậy á, mà nó không có lớn theo thời gian, nó cứ nhỏ xíu vậy, cứ thấy đứa nít quanh quẩn ngay chỗ đó. Hôm đó thì bà giặt đồ thì bà đang giặt đồ này nè, mà tất cả mọi người ở trong gia đình á, người thì đi đống củi, người thì làm cái này, người thì làm cái kia, những anh em là kiểu dạng giống như là tự lo lắng và chăm sóc lẫn nhau, cha mẹ thì mất rồi. Xong cái bắt đầu là bà giặt đồ, không biết nữa, mọi người đi đâu mất hết trơn luôn. Một hồi sau á thì tự nhiên thấy bà bước vô nhà với một cái trạng thái như là, mọi người biết không, đầu cổ bà ướt nhem, mà kiểu như là bà vậy nè, đó vậy nè, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nha nè mọi người. Lúc bà bước vô nhà đó thì bà ngơ ngẩn lững lơ vậy nè, không biết chuyện gì luôn. Ở nhà mới hỏi, ê mười bị gì vậy, mười ơi, thì bà cứ vậy nè đó, bà ngơ ngẩn mà lững lơ luôn. Người ta nói là kiểu như là bị mắc đằng dưới, giống như kiểu như là bị mắc đằng dưới, bị bắt hồn á mọi người, đó gọi là bắt hồn. Thì mới hỏi ra thì bà này bà cũng không trả lời được, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy nè. Mà bà nói vậy nè, anh sáu lại anh ngủ mười xuống bơi. Cái mới nói, ủa anh sáu nào trời, anh sáu nào muốn xuống bơi. Thì ra là ở trong nhà là có mười mấy anh em vậy đó, mà cái người thứ sáu là bị chết ngay chỗ ngay đó. Thì bà mới nói là anh sáu ngủ mùi xuống bơi, xong rồi hả anh sáu nói người là cho anh sáu xin một cái hộn sáu đi bán đi. Thì có nghĩa là mọi người nghe nó rất là vô lý đúng không, nghe mình cũng cảm giác là làm gì mà có vụ bắt hồn đi bán. Người ta hay gọi là mắt đằng dưới á, là bởi khi các bạn đi sông, đi suối hay là đi ghe mà các bạn để rớt đồ của mình xuống dưới là coi như là về các bạn cứ là lững lơ lửng, là lúc đó là bị bắt cái hồn của mình đi, là cái món đồ của mình. Ví dụ như bây giờ mình xài cái kẹp này mình đi đúng không, rất là kỵ luôn nha, đi sông đi suối không có nên để rớt xuống dưới nha mọi người, không để rớt đồ xuống dưới nha. Thì mới bắt đầu là nói là anh sáu là kêu mùi là xuống bơi, xong rồi là bắt hồn của mùi là xin là bán, rồi cho xin một hồn đi bán đi. Con người mình là có 3 hồn 7 vía đúng không, bắt mất một hồn thì còn gì nữa đâu trời. Giống như kiểu mọi người giật mình, mọi người hay nói câu cứu hồn cứu vía là vậy đó, là mình vẫn còn chờ tưởng bay hồn vía mất tiêu đó, còn là bị bắt mất luôn. Nên là từ đó về sau, đây là câu chuyện có thiệt nha mọi người, và là người gần gũi, rất là gần gũi với mình, nhưng mà giờ mười chết là vừa mới mất cách đây mấy tuần á. Thì đó là cứ kiểu như lơ lơ vậy là ngơ ngơ vậy là bị ngáo luôn, bị khờ khờ luôn, khờ cứ tới bây giờ là bả 50 tuổi rồi đó, 50 tuổi rồi mà vẫn vậy luôn, dễ thương lắm, như em bé vậy, không biết gì hết á, giống như kiểu là không biết là em bé nhập vô hay là bị bắt hồn. Nhưng mà bả nói nha, cứ hỏi bả là bả nói vậy đó, đi bơi, gũi bơi, bơi 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 vậy đó, đi bơi vậy đó, là cho tới bây giờ vẫn như vậy. Bởi vì khi mà mọi người đi sông, đi suối, đi hồ, hay là người ta nói là ở nhà gia đình có căn, người chết đuối rồi thì mọi người không được bước ra luôn nha. Ý là ở nhà mọi người có những ai mà người ta bị mất do là chết đuối nè, hay là sông là hồ, là mình không được đi bơi luôn. Có nghĩa là có căn là sẽ rất là dễ bị kêu theo á, nhất là gia đình. Nên là mọi người chú ý. Và xong thì đây là cái tập 10 của mình, kể cho các bạn nghe đến đây là hết rồi. Và mọi người nhớ ấn subscribe với lại follow kênh của mình để hàng tuần mọi người đón nghe những câu chuyện ma hay nha. Bye bye.